chương 44, Đông Trinh, Diệt Vu, Kim Ô Thái Nhất, người huynh không thuận thiên ý, tàn bạo bất nhân, thương tổn ta tộc vô tội con dân, chúng ta phấn lên xuất thủ, phong kỳ kinh mạch, khóa kỳ thần thân thể, luyện này nguyên thần, dùng cái này cảm thấy an ủi ta tộc chết đi chi tử dân. Câu đầu tiên Làm Ngao Nguyệt đọc lúc đi ra, toàn bộ đại điện, tất cả mọi người là mãnh liệt đứng lên, trong mắt bốc lên căm giận ngút trời. Này một kẻ này vu tộc dám can đảm xưng đông hoàng thái nhất vì kim ô thái nhất. Đây chính là sáng loáng khiêu khích, lại một cũng là đế tuấn chịu đựng nỗi khổ, phong kinh mạch, tỏa thần thân thể, luyện nguyên thần, bên nào đều là cực kỳ thống khổ. Mà quan trọng nhất là, đế tuấn chính là thiên đình thiên đế. Là yêu tộc đứng đầu, dù cho là trên danh nghĩa đệ nhất nhân, có thể đó cũng là thiên đình, là yêu tộc mặt mũi. Vu tộc đối đãi như vậy đế tuấn, cũng là tại đánh thiên đình mặt hơn nữa còn là loại kia không chút kiên kỵ đánh. Mà thường hy cùng hy hòa, hai nữ nghe đến mấy cái này thời điểm, nhất thời hốc mắt thì đỏ lên. Phu quân thụ nhục này, các nàng làm thê thiếp, lòng như đau cắt. Ngao băng linh đứng tại điện này bên trong bên trái, mày ngài nhíu chặt. Vô ý thức dương mắt nhìn về phía thái nhất, phát hiện thái nhất ngồi ở kia tôn trên mặt ghế, sắc mặt không có có biến hóa chút nào. Tiếp tục đọc, thái nhất nhàn nhạt, nhạt mở miệng, sắc mặt vẫn như cũ như lúc ban đầu tâm lý lại là đang từ từ cải biến hắn lúc đầu đối đãi vu tộc dự định. Đi qua cái kia đông hoàng, vì chi thế chi quả, mặc kệ là đúng yêu bên trong vạn tộc, vẫn là đối vu tộc, đều không có lên tuyệt diệt sát nhiệm. Chủ yếu là lấy chấn áp làm chủ. Ngày xưa đông hoàng coi là dạng này cũng là chi thế. Thế nhưng là trên thực tế hắn không có có thành thánh, cái này chứng minh phương pháp của hắn sai, mà bây giờ thái nhất. Không muốn trọng phạm cái này sai. Mặt ngoài thần phục, cũng không có dùng. Tại Thái Nhất xem ra, muốn chân chính chỉ thế, chỉ có hai loại biện pháp. Một là để vạn tộc quy tâm thần phục, theo tâm lý thần phục với hắn. Tỷ như xích thiên hố một lần kia, mấy trăm tộc ở trước mặt hắn phát hạ thiên đạo lời thề, có thể rất rõ ràng cảm nhận được khí vận biến hóa. Nếu như hồng hoang vạn tộc đều là thần phục, cô này khí vận cũng đủ để dẫn phía dưới thiên đạo công đức. Để thái nhất thành thánh. Hai, thì là triệt để mạt sát, đem nhất tộc huyết mạch, mặt sát không còn một mảnh. Nguyên bản mặc kệ là đúng yêu bên trong vạn tộc vẫn là đối vu tộc, thái nhất đều định dùng loại thứ nhất biện pháp. Bởi vì loại thứ hai sát nhiệt quá nặng, mà lại một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, nhất định phải giết cái triệt để đoạn tuyệt này tất cả huyết mạch. Nhưng là bây giờ, đối với vu tộc, quá một quyết định áp dụng loại thứ hai, bởi vì hắn đột nhiên đốn ngộ một chút, những thứ này cuồng ngạo thượng thiên, tự khoe là bàn cổ chính thống vu tộc, vĩnh viễn cũng không thể nào làm được quy tâm thần phục, chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày. Chính mình chỉ thế nhân quả thì vĩnh viễn không có khả năng thành tựu. Ngươi chi yêu đình, cần lập tức ban bố chiếu lệnh, ta tộc cùng ngươi chi yêu tộc, lấy bất chu sơn làm danh giới, phân thiên địa hai bên mà chỉ chi. Ngươi chi yêu đình, cần lập tức rời đi hồng hoang chi sống lưng bất chu sơn, tìm khác hắn thành lập yêu đình. Ngươi chi yêu đình, cần lập tức phóng thích ta thần vu trúc dung cộng công. Ngươi chi yêu đình, cần lập tức. Ngươi chi yêu đình. Cần. Khi ngô thái nhất, lập tức đem ta tộc thần vu trúc dung, thần vu cộng công, hoàn trả trở về. Nếu không, ngươi huynh đế tuấn chắc chắn bị sấm xét hồn lịch phách, toàn tâm thấu xương chi hình. Lạc khoản. Ban cổ chính mạch truyền thừa chi 12 thần vu. Ngao nguyệt thanh âm, tại cái này đông hoàng trong điện vang lên. Hắn một hơi đem trên thẻ trúc mà nói toàn bộ niệm xong, toàn bộ trong điện yêu thần thiên chúng, không khỏi là lửa giận thẳng lên thiên môn. Cái này thẻ che bên trong nội dung cùng ngữ khí, đã là hoàn toàn mệnh lệnh. Vu tộc nghiêm chỉnh là không đem thiên đình, không đem yêu tộc, để ở trong mắt. Chủ thượng, Ngao Nguyệt xin chiến, thề giết vu tặc. Ngao Nguyệt lửa giận ngút trời. Đột nhiên bóp, trực tiếp đem cái này thẻ che cho nắm cái lưa thưa nát. Quay người cũng là hướng về thái nhất một gối quỷ xuống. Chúng thần xin chiến. Không có gì ngoài còn tại xích thiên hố xử lý phản loạn hậu sự bạch trạch người còn lại cửu đại yêu thần, cửu anh. Quỷ Sa, Thử Thiết, Khâm Nguyên, Thương Dương, Phi Liêm, Phi Tiên, Anh Chiêu, Kế Mông, cùng nhau quỳ một chân trên đất, nguyên một đám trong mắt có lửa giận chiến ý. Chúng thần xin chiến, chúng thần xin chiến. Trong điện còn lại thiên chúng, lúc này cũng là đồng loạt lên tiếng, cho dù là một số chưa từng có đi lên chiến trường. Chỉ là chuyên chú chữa trị một số thiên đình yêu quan viên, cũng đều là nghiêm nghị giống to, vu tộc cái này một phong thẻ tre, triệt để giấy lên toàn bộ thiên đình lửa giận. Nao băng linh mát nhìn cái này quỳ đầy đất thiên chúng, lại là dương mắt nhìn về phía thái nhất, trầm mặc một lát, cũng là nghiêng người sang một gối quỳ xuống. Long tộc, nguyện vì bệ hạ trinh chiến, đi theo làm tùy tùng, tử chiến không nghỉ. Theo ngao băng linh mở miệng, cái kia nguyên bản đứng đấy yêu sư phù diêu sững sờ một chút, bay nhanh phản ứng lại. Đồng dạng là một gối quỳ xuống. Phượng tộc, nguyện đi theo bệ hạ dẹp yên vu tộc, không chối tử. Bọn họ một cái là long tộc đại trưởng lão, một cái là phượng tộc thái tử. Bọn họ tỏ thái độ liền có thể đại biểu long phượng nhị tộc, thì liền theo chưa từng tới Bất Chu Sơn, chưa từng tới Thiên Đình Si Vưu, còn chưa kịp kinh thán Thiên Đình rộng rãi hùng vĩ, cũng là hướng về thái nhất quỷ một chân trên đất. Thô kịch thanh âm tại điện này bên trong quanh quẩn Nhân tộc cửu lê một mạch nguyện cung cấp bệ hạ điều động, núi đao biển lửa, chịu chết đi theo. Đông Hoàng không có sắc lập Hoàng hậu Hoàng Phi, cho nên trong điện cũng không có thiết trí còn lại tôn vị. Đế hậu Thường Hy cùng đế phi Hy Hòa đều là tại lâm thời thiết kế thêm ngọc trên ghế đứng lên, nhìn chăm chú nhìn về phía thái nhất. Trong mắt tha thiết chờ mong cùng lửa giận hỗn tạp thần sắc, không cần nhiều lời. Tôn vị phía trên thái nhất, đôi mắt bình tĩnh. Nhìn lấy những thứ này quỳ xuống đất xin chiến thiên chúng. Lấy lệnh, thanh âm nhàn nhà xuất khẩu, rất là bình tĩnh. Trong điện tất cả thiên chúng Đều là dương mắt nhìn về phía thái nhất Đều là trong mắt tức giận Khi thế to lớn chiến hòa Đem trúc dung cộng công Hai người cửu thành nguyên thần quốc gia Ném vào ngũ lôi trì Này vu khu, lưu đầy núi đao biển lửa Tuân trì Lập tức có một người đứng ra Đây là thiên đình hình quan Tiếp chỉ sau xoay người cũng là hướng về đi ra ngoài điện Chiếu lệnh Thái nhất lấy tay chống đỡ huyệt thái dương Tiếp tục nhàn nhạt mở miệng Long Phượng Kỳ Lân Tiên Thiên Tam Tộc, Bát Thánh Tộc, 365 Thiên Yêu Tộc, lập tức nhập thiên đình. Không được sai sót. Tuân chỉ, có một yêu ra khỏi hàng, lĩnh chỉ sau nhanh chóng đi hướng yêu bên trong vạn tộc truyền chỉ đi. Đón lấy, thay nhất đứng lên, Trước khanh nghe chỉ. Trong điện thiên chúng không khỏi là nỗi lòng bành trướng. Đông Hoàng chiếu mệnh những thứ này yêu chúng tiến vào thiên đình, ý kia đã là rất rõ ràng. Quá một đôi tay lưng ở sau lưng, màu bạc phát hơi hơi phiêu động quỳ một chân trên đất ngao băng linh một đôi mắt nhìn lấy thái nhất bên mặt nàng giống như đoán được thái nhất muốn nói gì ngày mai đông trinh diệt vu thái nhất thanh âm tại điện này bên trong yên tĩnh quanh quẩn tất cả thiên chúng đều là khẽ giật mình bởi vì thái nhất dùng từ không phải phạt vu cũng không phải bình vu mà chính là diệt diệt vu diệt vu ngắn ngủi yên tĩnh về sau là cuồng hống trong điện thiên chúng đều là cùng nhau giống to thanh âm thật lâu không ngừng